cẩm ly suýt bỏ hát vì bệnh quái ác nay an yên làm nông dân ở biệt thự cẩm ly là một trong những giọng ca tạo được nhiều chú ý với công chúng từ thời điểm những năm 2000. Nữ ca sĩ phát triển bản thân theo dòng nhạc nhẹ, trữ tình, mang âm hưởng dân ca. Tên tuổi của cô gắn liền với một loạt những ca khúc đình đám như Em sẽ là người ra đi, Ảo mộng tình yêu, 999 đóa hồng. Sau gần 30 năm ca hát, dù khiêm tốn không dám nhận, nhưng nhiều khán giả đã đặt cho cô danh xưng nữ hoàng dân ca. Tuy thế vào thời điểm năm 2015, Cẩm Ly bất ngờ phải tạm dừng ca hát khi bị căn bệnh viêm xoang ảnh hưởng. Cô phải nghỉ hoạt động 3 năm, thậm chí sang Mỹ làm phẫu thuật. Hiện tại Cẩm Ly may mắn phục hồi được 80% giọng hát, chất giọng không còn đạt độ trong trẻo mà trầm hơn nên Cẩm Ly hiện phải chọn những ca khúc mới phù hợp với quãng giọng của mình. Hiện tại Cẩm Ly đã bước qua tuổi 52, tuy vậy cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc lão hóa ngược. Nữ ca sĩ luôn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, tuy không hoạt động showbiz nhiều nhưng cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bản thân lên trang cá nhân. Hiện tại Cẩm Ly đang sống cùng chồng là nhạc sĩ Minh Vi, chủ nhiều bản hit đình đám và từng là một chủ hãng đĩa khá nổi tiếng. Cả hai có cho mình hai cô con gái xinh xắn. Cẩm Ly ít khi chia sẻ hình ảnh thông tin con gái với truyền thông. Chỉ trừ một lần hiếm hoi các con xuất hiện trên sàn runway catwalk với mẹ. Sau những ngày tháng chạy show, hiện Cẩm Ly an yên hưởng thụ cuộc sống tuổi năm hai với việc làm vườn, trồng cây, thu hoạch hoa trái và chuẩn bị những bữa ăn ngon cho gia đình trong căn biệt thự tại quận 7. Với diện tích rộng lớn lên đến 400m2, khoảng 1 triệu đô, tức là hơn 22,7 tỷ đồng có sự nghiệp thành công cũng như khối tài sản giá trị nhưng cuộc sống của cẩm ly hiện tại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái